Ngày 21 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp triển khai xây dựng luật quản lý phát triển đô thị. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh và lãnh đạo các cục vụ trực thuộc Bộ. Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Nguyễn Tường Văn cho biết, tiến độ xây dựng luật quản lý phát triển đô thị đang được triển khai rất khẩn trương. Ngày 8 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã thông qua chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2018, trong đó có nhiệm vụ xây dựng luật quản lý phát triển đô thị. Ngày 11 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng ban hành quyết định phân công Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo. Cũng trong tháng 8, Bộ Xây dựng thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập. Từ đó đến nay, Bộ đã tổ chức nhiều hội thảo, cuộc họp xin ý kiến chuyên gia trong nước và quốc tế cho dự thảo luật. Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá cao ban soạn thảo đã tập trung trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện dự thảo, trình bày có trọng tâm, trọng điểm. Bộ trưởng đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm một số khái niệm, những vấn đề được đề cập trong nội dung của luật như đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị tiết kiệm năng lượng. Bộ trưởng yêu cầu ban soạn thảo rà soát chỉnh sửa dự thảo, gửi xin ý kiến trong tháng 12, tiếp tục rà soát các luật nghị định liên quan xem cần sửa đổi bổ sung hoặc loại bỏ những điểm nội dung nào ở trong các luật đó. Trong đó, đặc biệt chú ý đến luật đất đai, luật đầu tư công, luật quy hoạch đô thị, luật xây dựng, luật nhà ở. Bộ trưởng nhận định, việc xây dựng luật quản lý phát triển đô thị không đơn giản, nội dung lớn, thời gian không nhiều nhưng vẫn còn cơ hội để nghiên cứu kỹ hơn các vấn đề. Trong quá trình triển khai, ban soạn thảo phải cập nhật liên tục các vấn đề mới và báo cáo Bộ trưởng thường xuyên đảm bảo tiến độ yêu cầu.